Xin chào cả nhà. Buổi sáng hôm nay cửa hàng Kim Đồ Cũ lên sóng các mẫu Seiko và Orion tại cửa hàng. Hôm nay sẽ giới thiệu 5 mẫu cả nhà. Mẫu đầu tiên trong livestream ngày hôm nay là mẫu 01. Mẫu này đang hoạt động khá là tốt. Mặt nâu đen. Phần chỉ giờ của đồng hồ này thì nó không phải là tia số mà nó là những cái vòng tròn này. Nhìn rất là đẹp. Đây là dây của em nó các bác. Mã em đang giới thiệu đây là mã 01. Đây là mặt sau của mã 01. Mặt sau của mã 01 đây các bác. Rất là sáng. Mặt nâu đen, máy cơm 17 chân kính các bác nhé. Mã 01 ạ. Mã đồng hồ thứ hai là mã đồng hồ T41. Mã này thì có mặt vàng, xạ quang và phần kim. Con này 21 chân kính máy cơm. Xin chào bác Mạnh Cường. Chỉ giờ của nó là các hình vuông, hình tam giác, nhìn rất độc đáo. Để em sẽ kiểm tra hoạt động. Rồi, kim trôi rồi, hoạt động khá là tốt. Chỉnh giờ hướng 4 giờ các bác nhé. Máy 6309. Lịch ngày, lịch thứ. Em này rất là đẹp. Mẫu đồng hồ thứ 3 trong livestream ngày hôm nay là mẫu đồng hồ mã gì đây? Mã 10 các bác ạ. Mẫu này là mã 10. Kính Mica cổ này. Rất là sáng. Em này hoạt động cũng tốt. Có lịch ngày, lịch thứ. Điều chỉnh rất là dễ thôi. Lịch có 2 ngôn ngữ các bác. Seiko thì đa phần là lịch 2 ngôn ngữ. Đây em đang điều chỉnh lịch ngày thứ của đồng hồ các bác. Điều chỉnh rất là dễ luôn. Rồi, đồng hồ hoạt động rất là tốt. Đây là mặt sau của chiếc Seiko mã 10 này. Con này 17 chân kính các bác nhé. Máy của nó cũng là 6309. 17 chân kính. Đây là tay rất là xinh. Mặt sáng. Chào bác Sơn ạ. Tiếp theo trong livestream ngày hôm nay là mẫu 0011. Mẫu này cái mặt của nó cũng rất là đẹp này. Mặt vàng, chỉ số cũng màu vàng. Mặt rất là sáng, 21 chân kính máy cơ. Mã của em này là 0011 các bác. Chào bác Minh Tuyền. Rồi, em đã lắc lên và em đã hoạt động rồi. Các sản phẩm tại đồng cửa hàng Kim Đồ Cũ thì đều bảo hành 1 năm và miễn ship trên toàn quốc các bác nhé. Em này mặt rất là đẹp. Đây là phần sau của đồng hồ các bác này. Đây phần sau của em đó. Em này mặt của nó đẹp lắm, mặt sáng. Cái phần khóa là phần khóa bấm các bác nhé. Khóa bấm này.
Seiko Nhật cũ thì đa phần là size của nó rất là nhỏ, hàng nội địa size nó nhỏ, nó chỉ tầm như em này là khoảng tầm đo là size của nó bao nhiêu. Em đo kiểm tra size của đồng hồ này là size 33 các bác. Mã 0011 này là size 33. Đồng hồ cuối cùng mà có tôi lục giới thiệu trong buổi sáng ngày hôm nay là một chiếc Orion 3 sao 21 chân kính mặt dọc, kính lắp cắt các bác này. Kính của em nó là kính 3D lắp cắt nhé, nhìn rất là đẹp, nhìn rất sáng luôn. Hai nút điều chỉnh ở trên là điều chỉnh ngày tháng, bên dưới điều chỉnh giờ này. Rồi, em nó hoạt động rất là tốt. Đây là mặt sau của chiếc Orion này đây. Máy móc chính hãng các bác, bảo hành 1 năm, dây của nó rất là sáng này. Kính nó đẹp lắm luôn các bạn. Kính là dạng kính lát cắt. Orion 3 sao 21 chân kính hàng Nhật chính hãng. Kính nó cũng miễn ship và bảo hành 1 năm các bác nhé. Rồi trong buổi sáng ngày hôm nay thì cửa hàng kính nó cũng đã giới thiệu cho các bác một vài mẫu đồng hồ rất là đẹp tại cửa hàng này. Để em điểm danh lại các mẫu đồng hồ các bác nhớ, và bác thích mẫu nào thì inbox trực tiếp vào Zalo cho nhà em số 0936050424 các bác nhé. Mẫu đầu tiên là mẫu 01 mặt nâu đen này. Mẫu thứ hai là mẫu P41. Mẫu thứ ba là mẫu 10 kính mica cổ. Mẫu 0011 mặt vàng này, là mẫu chân kính, và mẫu cuối cùng là mẫu Orion 3 sao mặt dọc lắp cắt. Các bác thích mẫu nào thì inbox trực tiếp vào Zalo cho cửa hàng nhà em số 0936050424 các bác nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo của cửa hàng Kết Nối Cũ ạ.